Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi An ninh cận cảnh, bản tin cập nhật những thông tin an ninh trật tự, an toàn xã hội phát sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Hãy cùng Thế Dương đến với thông tin đầu tiên ngay bây giờ. Thưa quý vị, sáng nay 6 tháng 2, Trạm Cảnh sát Giao thông Đức Phổ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn và chăm sóc một bé gái. Trước đó vào trưa qua 5 tháng 2, trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ nhận tin báo công an phường Thủy Hương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế về việc em ca 13 tuổi bị người lạ dụ dỗ lên xe khách để vào các tỉnh thành phía Nam. Cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ kịp thời ngăn chặn và giữ ca vì nghi em bị kẻ xấu dụ dỗ. Quá trình kiểm tra giám sát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1, tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều chốt đón chặn, Đến gần 20 giờ cùng ngày, tại địa phận xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tổ công tác dừng một xe khách lưu thông hướng Bắc Nam, kiểm tra trên xe có bé gái đúng tên tuổi, đặc điểm nhận dạng như tin báo nên đã tạm giữ em và chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần. Bước đầu qua làm việc, ca khai quen một người ở thành phố Hồ Chí Minh thông qua Facebook, từ đó hai người mến nhau và đối tượng kia chủ động chuyển tiền để em mua vé vào thành phố Hồ Chí Minh chơi. Trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ phối hợp với công an địa phương lập biên bản và bàn giao em ca cho gia đình đưa về nhà. Tại Long An vào hôm qua 5 tháng 2, Công an huyện Đức Hòa đã có báo cáo Công an tỉnh về kết quả xác minh vụ việc một người đàn ông sử dụng một vật giống súng bắn chỉ thiên tại nơi công cộng có nhiều người qua lại. Công an xác định người đàn ông có tên là Võ Chí Thành, 48 tuổi, ngụ xã Hữu Thành. Ông Thành đang là phó giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Bình Dương Hoàng Gia. Qua xác minh, khẩu súng mà ông Thành đã sử dụng bắn chỉ thiên là súng bắn đạn cao su, là công cụ hỗ trợ mà công ty cấp cho ông Thành và được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng. Qua làm việc, ông Thành cũng khai nhận mục đích của hành động sử dụng súng bắn đạn cao su bắn một phát chỉ thiên là để căng ngăn xung đột và ngăn chặn hành vi đánh nhau giữa hai người lái xe có xảy ra pha chạm giao thông. Xét thấy ông Thành có hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật, có thể nhận mức phạt từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Hiện công an xã Hữu Thành đang củng cố hồ sơ xử phạt theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Diễm My, sinh năm 1996, ngụ xã Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, nơi ở hiện nay tại xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 29 tháng 1, Công an xã Thái Bình Trung tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Kim Cương, ngụ huyện Vĩnh Hưng, bị mất trộm 7 triệu 450 000 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp với Công an xã Thái Bình Trung khẩn trương đến hiện trường thu thập thông tin ban đầu và điều tra xác minh. Sau 7 giờ truy xét, công an huyện xác định đối tượng My đã trộm cắp tài sản nên mời đối tượng lên làm việc. Qua đấu tranh, My khai nhận vào khoảng 10 giờ ngày 29 tháng 1, My qua nhà chị Cương để mua nước uống nhưng thấy vợ chồng chị Cương đang ngủ. Ở góc giường có một cái bóp da màu đen nên nảy sinh ý định lấy trộm rồi để vào trong túi áo khoác tẩu thoát. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện đã thu hồi tài sản trao trả cho bị hại và tạm giữ đối tượng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 5 tháng 2, theo thông tin phản ánh của người dân, trên mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa và phường 5 thành phố Tân An xuất hiện nhiều miếng đinh hình thoi. Nhóm SOS Tự Nguyện Tân An, Long An và nhóm SOS Bến Lức đã tập hợp những thành viên hai nhóm tiến hành cho xe hút đinh chạy ba vòng từ khu vực cầu voi đến khu vực vòng xoay Nghĩa Trang Liệt Sĩ, tỉnh Long An để hút đinh. Một thành viên của nhóm SOS cho biết, sau gần 2 tiếng đã thu gom gần một ký đinh có hình thoi. Những ngày cuối năm này, người dân khi tham gia giao thông cần lưu ý với nạn đinh tặc hoành hành để quãng đường về nhà đón Tết an toàn và gần hơn. Bộ Y tế vừa có công văn gửi các chuyên gia, một số đơn vị chuyên khoa nghiên cứu cho ý kiến đề xuất về vấn đề nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển các phương tiện giao thông. Đề xuất căn cứ trên các yếu tố như nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể không cho sử dụng rượu bia, giới hạn nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông. Đây sẽ là cơ sở để đơn vị nghiên cứu đề xuất quy định nồng độ cồn trong máu hoặc trong khí thở lái xe. Thưa quý vị, nhằm tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đáng Giáp Thình, vào hôm qua 5 tháng 2, lực lượng cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc tổ chức chuyến tuần tra chung trên khu vực biển Giáp Ranh thuộc địa phận thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và thành phố Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc đây là lần đầu tiên lực lượng cảnh sát biển hai nước tổ chức tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh khu vực tuần tra có nhiều hoạt động xuất nhập khẩu trao đổi hàng hóa giữa việt nam và trung quốc đồng thời cũng là khu vực mà các đối tượng lợi dụng để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu gian lận thương mại vượt biên nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ năm nay, hoạt động tuần tra chung trên vùng biển chấp ranh sẽ được lực lượng Cảnh sát biển hai nước tổ chức thực hiện mỗi quý một lần, nhằm thường xuyên duy trì tình hình an ninh trật tự, bảo đảm việc chấp hành pháp luật của người dân hai nước. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Anh, sinh năm 1977, trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho biết, năm 2022, Quang Anh thành lập công ty cổ phần phát triển nhân lực quốc tế A và H để tư vấn giới thiệu người đi xuất khẩu lao động du học. Quang Anh đã đưa ra các thông tin gian dối, khiến cho nhiều lao động học sinh trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đến đăng ký làm hồ sơ thủ tục đi xuất khẩu lao động đi du học các nước Nhật Bản, Hàn Quốc. Sau khi nhận tiền đăng ký của người có nhu cầu xuất khẩu lao động hoặc du học, Quang Anh đã chiếm đoạt số tiền sử dụng riêng. Từ tháng 10 năm 2022 đến nay, Quang Anh đã chiếm đoạt tiền của 14 lao động, với tổng số tiền là 820 triệu đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Cũng tại Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Sơn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi buôn bán và tàn trữ hàng cấm theo cơ quan điều tra qua theo dõi nắm tình hình lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng có hành vi buôn bán pháo hoa nổ từ lào về việt nam qua cửa khẩu biên giới cầu treo theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 1, thực hiện kế hoạch phá án, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Khoa vì hành vi vận chuyển buôn bán hơn 70 ký pháo hoa nổ. Tiếp đó tiến hành bắt giữ hai đối tượng Lê Khánh Cần và Nguyễn Văn Quân. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng liên quan, Trừ tập 13 đối tượng có hành vi mua pháo về nhằm mục đích sử dụng. Thưa quý vị, sáng qua 5 tháng 2, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 4 trường hợp trẻ nhập viện cấp cứu do nổ pháo, thuốc súng, không rõ nguồn gốc. Những cảnh báo về sự nguy hiểm của pháo, thuốc súng chưa bao giờ là thừa, nhất là trong những ngày giáp Tết này. Chỉ trong vòng 3 ngày qua, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận 4 em nhập viện trong tình trạng bỗng diện rộng do đốt pháo, thuốc súng. Sau khi được cấp cứu, các trường hợp bệnh nhi được chuyển đến theo dõi tại các chuyên khoa. Trong đó, hai trẻ nhỏ đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực cấp cứu nhi, hiện đã tỉnh táo, vết thương bỗng nặng tập trung vùng mặt. chúng nó có trên tiềm mạng về là là nghiền ra đấy chị nhỉ. Nghiền ra thì với nó tôi dậy đi. Và đục thì ni. Đục lên bơ 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 bọc miếng đi, để lên cái mặt bố đi phục lên mới có bơ chạy đục. Trên toàn hai chậu ổn định, không căng thở oxy bạn à, uh, điều trị bỏng và diện tích bỏng họ là năng từ 17 phần độ 2 độ 3 à, uh, thì, uh, hiện tại là phải truyền dịch và dùng kháng sinh may mắn là cả bốn em nhỏ đều được nhanh chóng hồi sức tích cực qua cơn nguy kịch khi vào viện đặc biệt có trường hợp bị bỏng diện rộng vùng mặt cẳng chân bàn tay bụng và ngực vùng da tay bị cháy sâu do chơi pháo không rõ nguồn gốc các y bác sĩ đang tích cực truyền dịch giảm đau và theo dõi tình hình bệnh cho các bệnh nhi một trường hợp cháu là hoài tử rất sâu vùng càng bàn tay đang chúng tôi đang có hướng để lên lịch phẫu thuật cắt lọc trong thời gian tới đây chúng tôi khuyến cáo là mọi người trong cộng đồng không nên là, là lấy pháo từ tự chế pháo mua trên mạng để về đốt trong dịp Tết tự chế hay đốt pháo không rõ nguồn gốc để có thể gây ra tai nạn đáng tiếc để lại di chứng vĩnh viễn về sau hoặc đe dọa tính mạng đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều gia đình có con nhỏ cần cẩn trọng theo dõi, quản lý việc chơi pháo, thuốc súng trong dịp Tết nguyên đảng này. Của bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết ngày hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng An ninh cận Cảnh. Quý vị cũng có thể xem lại bản tin này lúc 14 giờ 50 phút hôm nay hoặc xem ngay trên các nền tảng số của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An.